làm gì. Thì ngày hôm nay chúng ta đi vào trong một cái phần mới, và phần này là về đại cương và văn phổ. Vậy thì trong phương pháp văn phổ của mình, nó sẽ có những cái phương pháp, ví dụ như văn phổ hấp thu overview, hình quang, hồng ngoại, phương pháp văn phổ nguyên hấp thu nguyên tử, thì nó đều dựa vào bản chất, đó chính là quang phổ. Vậy thì để hiểu về văn phổ thì chúng ta học về các phần đại cương và văn phổ là gì. Và văn phổ của mình thì nó sẽ là ánh sáng. Vậy thì mình đi đầu tiên đó chính là bản chất của ánh sáng. Thì trong văn học của mình thì tất cả các tia, như là tia UV, tia khả kiến, tia hồng ngoại, tia X, tia radio, tia sóng, thì người ta gọi chung đó gọi là bức xạ điện từ. Vậy thì bản chất của ánh sáng của mình nó sẽ có hai cái tính chất, vừa có tính chất sống và vừa có tính chất hạt, và nó sẽ tồn tại đồng thời với nhau. Vậy thì sống thì nó giải thích cho những cái hiện tượng như nhiễu xạ, giao thoa, phản xạ. Và tính chất của sống thì nó được đặc trưng bởi là tần số bước sóng và số sóng. Em lưu ý ha. Còn hạt ở đây đó chính là những hạt mang năng lượng, và những hạt đó người ta gọi là hạt photon, và nó được lan truyền với vận tốc của ánh sáng. Và tính chất của sóng các em tự đọc giúp cô nha. Và tính chất của sóng thì nó giải thích cho nhiễu xạ và giao thoa. Các em tự đọc phần này ha. Vậy thì về bản chất của sóng thì nó có ba cái đại lượng, đó chính là bước sóng, số sóng và tần số sóng. Vậy thì bước sóng là gì? Bước sóng đó chính là khoảng cách giữa ngắn nhất giữa hai dao động cùng pha với nhau. Và em lưu ý đơn vị của bước sóng, độ dài của nó là mét hoặc là bộ hoặc là các ước hay là bội số của mét. Và các em tích nốt lại những cái phần về đơn vị để chúng ta biết cách chúng ta đổi đơn vị để chúng ta làm những cái bài toán liên quan về bước sóng. 1 nanomet thì nó sẽ bằng là 10^-9 mét. Vậy thì 1 micromet thì nó sẽ bằng là 10^-6 mét. Em ghi vô nha. Còn C ở đây chính là vận tốc của ánh sáng. Và vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3 × 10^8 m/s. Các em nhớ những cái đại lượng này để chúng ta làm những cái bài toán nha em. Rồi. Vậy thì số sóng nó là gì? Số sóng nó là giá trị nghịch đảo của bước sóng. Em lưu ý giúp cô, số sóng nó là V gạch nha em, biểu thức của nó là 1/lambda. Nên nó là giá trị nghịch đảo của bước sóng. Chờ có xíu nha. Vậy thì nó là giá trị nghịch đảo của bước sóng và đơn vị của nó là cm^-1. Còn nếu là tần số sóng thì là V, là số lần dao động trong một giây, và người ta tính bằng hẹt hoặc là bội số của hẹt. V này bằng C chia lambda. Các em đừng nhầm lẫn giữa số sóng và tần số sóng. Số sóng là V gạch, còn tần số sóng là V. Đó, các em nhớ hai biểu thức này giúp cô. Và nhớ 1 nanomet bằng 10^-9 mét, và 1 micromet nó sẽ bằng 10^-6 mét, để chúng ta làm bài tập ha. Vậy thì cô sang cái tính chất của hạt. Hạt ở đây đó chính là những hạt photon. Bức xạ điện từ đó chính là những hạt mang năng lượng. Và năng lượng ở đây đó chính là hạt photon, nó được lan truyền với vận tốc của ánh sáng. Vậy thì chúng ta sẽ có cái biểu thức là delta E. Delta E nó sẽ bằng là E1 - E0. Nó sẽ bằng H nhân với V. V này là gì em? V mà ta không gạch ở phía trên gọi là gì? V mà không có gạch phía trên gọi là, em nắm cái này nha, tần số sóng. Còn V, V mà V gạch lên á, người ta gọi là V gạch đây là số sóng, được chưa? Vậy thì em nhớ biểu thức này giúp cô.
Vậy thì delta E là gì? Nó sẽ bằng E1 trừ cho E0. Hôm trước là chúng ta đã hiểu quá trình hấp thụ là gì em? Quá trình hấp thụ là gì? Nắm chưa hả? Chưa hả? Vậy xíu nữa cô nói cho ha. Vậy thì delta E chúng ta học được thức trước và xíu nữa cô sẽ nói cho mình. Delta E đó chính là hiệu của hai mức năng lượng. Có nghĩa rằng cái phân tử của mình nó nhận cái nguồn năng lượng, nó sẽ chuyển từ trạng thái gọi là trạng thái cơ bản, nó sẽ quá trình chuyển điện tử, nó từ trạng thái cơ bản nó lên cái trạng thái kích thích. Em lưu ý ha. Và delta E của chúng ta nó sẽ bằng là E1 trừ cho E0. E1 này gọi là trạng thái kích thích, E0 gọi là trạng thái cơ bản. Vậy thì cái phân tử hay cái nguyên tử của mình nó sẽ nhận đúng cái nguồn năng lượng chênh lệch giữa hiệu của hai mức năng lượng này. Em lưu ý ha. Thì nó sẽ bằng là H nhân với V. H là hằng số Planck. Em nhớ con số này giúp cô để chúng ta làm bài tập. H sẽ bằng là 6.6208 nhân 10 mũ trừ 8 joule nhân với S. V người ta gọi là tần số sóng. Và V của chúng ta tần số sóng thì bằng là C chia trên lambda. Chính vì như vậy chúng ta nhìn vào trong cái biểu thức delta E nó sẽ bằng H nhân C chia trên lambda. Vậy thì mức năng lượng nó sẽ tỷ lệ gì với mức sóng em? Mức delta E bằng HC chia cho lambda nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái mức sóng của mình. Vậy thì mức năng lượng mà càng lớn, mức năng lượng của mình mà càng lớn thì bước sóng nó đi về bước sóng dài hay bước sóng ngắn nha? Thì nó đi nó càng nhỏ và ngược lại, bởi vì nó tỷ lệ nghịch với nhau. Được chưa nè? Để có khoảng câu nữa. Vậy thì mức năng lượng mà càng lớn thì tần số sóng như thế nào? Tần số sóng, mức năng lượng mà càng lớn thì tần số sóng của chúng ta càng lớn. Được chưa? Các cô thấy các bạn nghĩa gì ạ? Nghĩa đúng không? Từ từ cô lấy cái bút cái đây. Bạn nào phát biểu nhiều quá thì cô sẽ cộng nha mình nha. Cô để ý cô sẽ cộng nha mình ha. Gì nghĩa? Em có học đúng lớp không em? Nguyễn Như Nghĩa em. Dạ đúng, dạ đúng cô. Cô thấy rồi, cô lại thấy tên em. Đó, chẳng ha. Vậy thì mức năng lượng E của chúng ta mà càng lớn thì tần số sóng của chúng ta càng lớn theo. Nhưng mà bước sóng của chúng ta sẽ, bước sóng chúng ta sẽ nhỏ. Được chưa? Nắm giúp cô ha. Rồi, vậy thì từ con tắt cái này cái ha. Vậy thì chúng ta sẽ có cái delta E, nó sẽ bằng E1 trừ E0. Nó bằng H là hằng số Planck nhân V là tần số sóng. Mà V của chúng ta thì bằng C chia cho lambda. Và biểu thức em nhớ giúp cô, và nhớ cái hằng số Planck là bằng bao nhiêu luôn, là 6.6208 nhân 10 mũ trừ 34 joule trên cho S. Còn C là tốc độ ánh sáng thì bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên cho S. Được chưa? Rồi. Vậy thì hiện tượng hạt em thì nó giải thích cho hiện tượng quang điện. Còn sóng á, thì nó giải thích cho nhiễu xạ và giao thoa. Còn bản chất của ánh sáng á, thì nó bao gồm cả sóng và hạt. Nó sẽ tồn tại đồng thời với nhau. Em nắm ha. Rồi thì cô mình sẽ có mình đã có cái biểu thức mối liên hệ giữa cái bước sóng và cái mức năng lượng. Bước sóng mà càng dài thì mức năng lượng của chúng ta càng nhỏ và ngược lại. Và đây là sắp xếp nha em, đây là sắp xếp theo chiều tăng dần về bước sóng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái tia X, sau đó đến vùng tử ngoại, sau đó đến vùng khả kiến, vùng hồng ngoại và vùng vi sóng. Em nắm cái này để người ta siêu âm sắp xếp xem chiều tăng dần hay chiều giảm dần, có thể là về bước sóng, có thể là về mức năng lượng, có thể là về tần số sóng, thì em phải biết theo thứ tự ha. Tia X rồi tới tia tử ngoại xa,
rồi mới tới tử ngồi gần, rồi mới tới khẻ ký, hồng ngoại, phi sóng. Được chưa nè? Sắp xếp theo chiều này là chiều tăng dần về bước sóng. Vậy thì cái vùng tử ngoài gần của chúng ta nó sẽ nằm ở khoảng là 200 cho tới 400. Còn vùng khẻ kiến là từ 400 đến 800. Còn vùng hồng ngoại của chúng ta là từ 800 nanomet đến 1000 mét. Và vùng hồng ngoại người ta không dùng đơn vị là nanomet, và bởi vì nó sẽ dùng sang một cái đơn vị đó chính là số sóng. Và số sóng đơn vị của nó đó chính là cm mũ trừ 1. Được chưa? Số sóng là cm mũ trừ 1. Hồng ngoại thì người ta quy về đó chính là số sóng, là nghịch đảo của bước sóng, và đơn vị của nó là cm mũ trừ 1. Em lưu ý ha. Vậy thì mình đi trong cái vùng, vùng này gọi là vùng tử ngoại. Người ta gọi tử ngoài gần và tử ngoài xa. Thì ta có gọi đó chính là cái vùng mà mình không nhìn thấy được màu sắc. À, thì bước sóng của nó nằm, nếu là tử ngoài gần thì sẽ là 200 đến 400. Còn cái vùng gọi là vùng visible là vùng mà chúng ta nhìn thấy được màu sắc. Người ta gọi đó chính là vùng khả kiến, vùng nhìn thấy được màu sắc, từ 400 đến 800 nanomet. Thường trong phòng thí nghiệm của mình, nếu mà chúng ta dùng phương pháp van phổ UV-Vis thì chúng ta sẽ dùng ở trong cái vùng đó chính là tử ngoại gần và vùng khẻ kiến. Em lưu ý ha. Vậy thì cô xét về màu sắc của ánh sáng. Vậy thì trong cái vùng Vis người ta gọi là vùng khẻ kiến, là vùng mà chúng ta nhìn thấy được màu sắc. Thì nó sẽ bao gồm 7 cái màu là chính. Em nhớ 7 cái màu này giúp cô ha. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Và 7 cái màu này nó tổ hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái ánh sáng, người ta gọi nó chính là ánh sáng trắng. Vậy thì bởi 7 màu này nó tổ hợp lại với nhau, nhưng ánh, vì vậy cái ánh sáng trắng em là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc. À, vậy thì mỗi ánh sáng đơn sắc thì nó chỉ có một bước sóng duy nhất thôi. Đơn có nghĩa là một, đa có nghĩa là nhiều. Được nè. Vậy thì em nhìn vào trong này thì mình sẽ thấy nè, nó tổ hợp của 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Và em nhìn thấy cái màu đỏ của mình nè, 700 nanomet. Màu tím của mình nè là 400 nanomet. Vậy thì khi mà mình xét về cái bước sóng á, chờ một xíu nha. Vậy thì khi mà mình xét về cái bước sóng á, thì vùng đỏ là bước sóng gì em? Đỏ à, tương ứng với bước sóng dài. Thì mức năng lượng nó sao em? Mức năng lượng nó thấp. Vậy thì màu tím, màu tím nếu đỏ là nằm ở bước sóng dài, còn ánh sáng tím là nằm ở bước sóng ngắn, mức năng lượng nó càng cao hay thấp, mức năng lượng nó càng. Để mình dễ hiểu chưa? Bạn nhớ giúp cô nha. Vùng ánh sáng khả kiến của chúng ta nó sẽ tổ hợp 7 màu. Em nhớ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Và trong đó màu đỏ của chúng ta là bước sóng dài, màu tím là cái bước sóng ngắn. Em lưu ý. Vậy thì ở đây người ta sẽ sẽ tạo, sẽ là màu sắc ha. Cô kéo này lên xíu. Rồi. Ví dụ nha, cô đây cô ví dụ. Ví dụ nha. Ví dụ một cái vật nào đó nó có cái màu lục vàng. Nhưng mà thực ra cái mắt của chúng ta các em sẽ thấy được cái màu tím. Và nó ngược lại. Nếu một vật mà nó có cái màu gọi là màu lục vàng thì nó sẽ hấp thu mạnh những tia mà nó có cái màu tím. Hoặc là những một vật nào đó mà nó có cái màu tím thì nó sẽ hấp thụ những cái tia nào mà nó có màu lục vàng. Và hai cái màu này nó sẽ hình thành nên một cái cặp, người ta gọi đó chính là cặp màu phụ nhau, hay còn gọi là nó bổ sung cho nhau. Và nhờ vào tính chất đặc trưng như thế này nên là người ta muốn tạo ra một cái kính lọc để lọc cái màu. Và đây là một cái ví dụ của nhà
của bác sọc Newton ha. Người ta làm như sau, tức là người ta sẽ tạo nên một cái ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng là gì? Thì lúc nãy chúng ta đã nói đó, tổ hợp của 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, vàng, tím. Và ở đây người ta sẽ làm một cái tấm rèm đi ha, màn hay rèm gì cũng được. Sau đó người ta khoét một cái lỗ để cho cái ánh sáng trắng này em nó đi qua, qua một cái lăng kính. Và cái lăng kính này nó sẽ chuyển ánh sáng đa sắc thành đơn sắc, và nó tạo thành một cái dải màu từ đỏ cho đến tím. Và bây giờ người ta muốn tạo ánh sáng đơn sắc thôi, người ta chỉ lấy một bước sóng duy nhất thôi. Tiếp tục người ta lại tạo một cái tấm màn nữa đặt ở phía sau. Đây ha em, người ta cũng khuyết một cái lỗ để cho ánh sáng đơn sắc của chúng ta đi vào thôi. Và lúc này cái màu vàng nó đi vào. Màu vàng là ánh sáng đơn sắc, nên lúc này khi va cái lăng kính thì nó không bị phân tán ra nữa, không bị tán sắc ra nữa. À, và nhờ vào ứng dụng này nên là hai sau này sẽ có hai nhà bác học, đó chính là Lambert-Beer làm nên một cái định luật là định luật Lambert-Beer, và chúng ta áp dụng vào trong cái phương pháp văn phổ của mình. À, em lưu ý ha. Vậy thì điều kiện cô sang cái phần đó chính là điều kiện của sự hấp thụ nguyên tử. Nguyên tử ở đây cô ví dụ giống như là kim loại, natri, kali, đồng, kẽm, sắt, coban đi kia, vân vân. À, thì giờ người ta làm như sau nha em. Cô ví dụ giống như cái nước muối sinh lý của mình là 0.9%. À, bây giờ người ta muốn xác định nguyên tử natri trong cái nước muối sinh, từ cái nguyên tử natri người ta quy về, người ta tính ra hàm lượng của natri cloro có trong cái nước muối sinh lý là bao nhiêu. À, nhưng mà bây giờ người ta muốn là dùng cái phương pháp gọi là hấp thụ nguyên tử. Mà điều kiện của hấp thụ nguyên tử thì mẫu của chúng ta nó phải ở trạng thái gọi là trạng thái tự do, nhưng mà nó phải ở trạng thái hơi, hơi nguyên tử tự do. Và cái mẫu ban đầu của chúng ta, cái chai nước muối sinh lý mình mua về ha, em pha loãng nó ra và bắt đầu nó đang ở cái dạng lỏng. À, nhưng mà yêu cầu khi mà sử dụng cái phương pháp này thì bắt buộc nó phải ở dạng hơi hay còn là dạng khí. Nên người ta sẽ có một cái hỗn hợp khí đốt. Và khí đốt ở đây là khí acetylene và phân khí. Và có thể người ta sử dụng khí N2O là khí cười ha. À, và người ta đốt. Và lựa chọn một cái khí nào, hỗn hợp khí nào thì tùy thuộc vào nhiệt độ của nguyên tử hóa của cái chất của mình cần phân tích. Và natri của mình nó có một electron ở cùng nên nó dễ dàng mất một electron này đi. Nên thường natri của mình, natri kali, thì thường nhiệt độ nguyên tử hóa của nó thấp hơn so với nhôm hay là canxi hay là magie. Đã tới cái chương về phương pháp sự hấp thu nguyên tử AES thì cô sẽ nói rõ cho các em. Ở đây chúng ta học phở đại cương trước. Vậy thì mẫu của chúng ta ban đầu là nó ở cái dạng lỏng. Thì giờ chúng ta sẽ nhờ cái hỗn hợp khí này nó đốt, nó chuyển mẫu của chúng ta sang cái dạng hơi. Và lúc này natri của mình, đây chính là cái vật chất, là cái nguyên tử. Và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái đèn. Đèn này người ta gọi là đèn cathode rỗng. Và lúc này đối với khi mà em xác định natri thì chúng ta sẽ dùng cái đèn này là đèn natri. À, và chúng ta cung cấp cho nó một cái nguồn năng lượng đúng yêu cầu của nó, phù hợp với nó. Rồi lúc này nó sẽ có quá trình chuyển từ cơ bản lên kích thích, nó hấp thu đó. Và sau đó phía sau này chúng ta sẽ có một cái cách tử. Cách tử này nó có nhiệm vụ chuyển đa thành đơn sắc nha em. Và sau đó nó sẽ có một cái hệ thống máy tính và nó sẽ ghi nhận lại cho mình. Vậy thì điều kiện của phương pháp phổ hấp thu nguyên tử là gì? Đó là mẫu của chúng ta nó phải ở trạng thái hơi, nguyên tử ở trạng thái hơi. Nhưng mà nguyên tử phải là ở trạng thái tự do và phải ở trạng thái hơi. Em lưu ý ha. Và đối với phương pháp phổ hấp thu nguyên tử thì chúng ta sẽ có, nó là một cái phổ vạch. Nhưng em, đây, phổ vạch đây. Ví dụ từ 3S lên 3P.
so với từ 3S lên 5B. Nếu mà cô so về mức năng lượng thì sao em? Từ 3S lên 3T, so với từ 3S chúng ta lên 5B thì mức năng lượng của chúng ta sao ạ? Thấp. Dẫn đến bước sóng nó sao em? Dẫn đến bước sóng nó đi về bước sóng dài. Đồng ý ha. Vậy thì em sẽ nhìn thấy rõ nhất này ha. Từ 3S lên 3B thì nó tương ứng với cái bước sóng của nó là 589 nanomet, nó đi về bước sóng dài. Còn 3S lên 5B, mức năng lượng của nó lớn, dẫn đến nó đi về cái bước sóng ngắn. À, nhưng mà mình sẽ có ba cái vạch phổ. Vậy thì mình chọn một cái vạch nào đặc trưng nhất để chúng ta tiến hành định tính và định lượng. Thì em dựa vào hình dạng của nó thì em sẽ thấy em lựa chọn cái phổ nào, cái vạch nào mà nó có cái cường độ năng lượng nó lớn nhất. Vậy em nhìn vào trong này thì em biết đây là chính là mình lựa chọn vào cái gì để chúng ta tiến hành định tính và định lượng đối với nguyên tử natri. Cao nhất, lớn nhất thì ta chọn gì hả? Bước sóng, cho cô biết bước sóng. Bước sóng là bao nhiêu? 589 nanomet, minh trăm. Minh trăm, đúng không? Có học bù thì nói cô nha, chứ mất công cô tìm hết trên sách đồng hồ ra. Em nói em học bù là tốn thời gian nha. Minh trăm, cô đã thấy tên em, Vũ Minh Trăm, đúng không? Thì chúng ta sẽ lựa chọn ở bước sóng là 589 nanomet. Bởi vì tại cái này thì cái cường độ của nó lớn nhất, mạnh nhất. Được chưa? Đã, mình hiểu ha. Lưu ý giúp cô là đối với phổ hấp thu nguyên tử, không nhất thiết phải là natri, có thể natri, kali, canxi, đồng kẽm, cobalt, vân vân. À, nó tóm lại là nguyên tử thì chúng ta sẽ là phổ vật. Em lưu ý ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ học về cái quá trình. À, quá trình nha. Phân biệt giúp cô hai cái quá trình. Hình quang thì hôm sau mình sẽ học. Hôm nay em chỉ cần làm một công việc giúp cô phân biệt được hai cái quá trình là hấp thụ và phát xạ. Được chưa? Vậy thì mình sẽ có cái trạng thái ở dưới cùng này. Để ý con chuột của chị nha. Để ý con chuột. Đó, trạng thái ở dưới này nè. À, người ta gọi trạng thái này là aero, gọi là mức cơ bản. Mức này là aero, là tại cái mức này mức năng lượng của nó thấp nhất, nghèo nhất. À, và bản chất của quang phổ đó chính là sự tương tác. Em nắm bản chất của nó, từ cái bản chất đó chúng ta mới khai triển nó ra. Chúng ta phải nắm được cái rễ, từ cái rễ đó em mới phân khai triển nó ra thì nó dễ học hơn ha. Vậy thì mình sẽ có, mình hiểu quang phổ thực ra đó chính là sự tương tác của gì em? Còn nhớ không? Quang phổ, hôm trước cô nói chưa? Khúc này hôm trước cô nói chưa? Buổi chiều cô đi test Covid á, nói chưa? Quang phổ là sự tương tác của bức xạ điện từ và vật chất á, hôm trước cô nói chưa? Rồi à, đã nắm cái này cho cô nha. Vậy thì em lưu ý giúp cô, mình nắm bản chất của nó. Quang phổ đó chính là sự tương tác của bức xạ điện từ và vật chất. Vậy mình phải hiểu bức xạ điện từ ở đây là gì? Bức xạ điện từ ở đây là gì? A là hạt photon. À, cảm nhung ha, cảm nhung xíu nữa nhé cô. Đó chính là hạt photon. Vậy vật chất ở đây là gì? Mình hiểu được bức xạ điện từ đó chính là những hạt photon, nó mang năng lượng lan truyền với vận tốc của ánh sáng. À, ngọc ánh nữa ha. Ở đây có thể là nguyên tử hoặc là phân tử. À, ngọc ánh xíu nhớ nhắc cô nha. Phân tử ở đây có thể là vật chất, ở đây có thể là phân tử hoặc là nguyên tử. Được chưa nè? Rồi, tiếp tục. Vậy thì quang phổ đó chính là sự tương tác của bức xạ điện từ và vật chất. Nắm. Vậy thì vật chất ở đây cô ví dụ là phân tử, thì ở đây cô cung cấp cho nó một cái bức xạ điện từ, cô gọi đó chính là một năng lượng cung cấp vào trong cái phân tử của mình. À, cô chiếu vào hình nha. Thì lúc này phân tử của mình nó nhận cái nguồn năng lượng đó
Nên chỗ này em sẽ thấy hạt này là hạt phô tông và chỗ này người ta sẽ ghi là dấu cộng. Có nghĩa là phân tử của chúng ta, phân tử hạt nguyên tử, nó nhận cái nguồn năng lượng đó, nó chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. Được chưa? Thì quá trình đó người ta gọi là hấp thụ. Nắm nghe em. Trạng thái kích thích ở trên này, để ý con chuột cô đưa, trạng thái kích thích ở trên này là trạng thái không bền vững. Và đã không bền vững thì nó luôn có xu hướng phát ra cái nguồn năng lượng, nó hấp vô thì nó phải phát ra. Nó phát ra cái nguồn năng lượng và nó quay trở về trạng thái ban đầu, gọi là trạng thái cơ bản. Nên lúc này em thấy nâu dấu này là dấu trừ. Nên quá trình này người ta gọi là quá trình phát xạ. Được chưa? Kể cô nói lại cho mình nắm nha. Hấp thụ có nghĩa là phân tử hạt nguyên tử của chúng ta, nó nhận cái nguồn năng lượng, nó chuyển từ cơ bản lên kích thích. Thì quá trình này gọi là hấp thụ. Trạng thái kích thích, lưu ý giúp cô, không bền vững, luôn có xu hướng phát ra cái nguồn năng lượng và nó quay trở về trạng thái cơ bản, thì đó người ta gọi là phát xạ. Vậy giữa hai quá trình hấp thu và phát xạ, hai quá trình này nó như thế nào em? Giống nhau hay khác nhau? À, ngược chiều nhau. Được chưa? Cô ghi nhận Ngọc Ánh nè. Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Ánh ha. Rồi, nó ngược chiều nhau. Nắm bản chất ha. Còn Huỳnh Quang, hôm sau cô sẽ nói. Ngày hôm nay cô chỉ cần em phân biệt giúp cô hấp thụ và phát xạ. Vì xíu nữa nó sẽ liên quan đến kiến thức phía sau. Huỳnh Quang, hôm sau chúng ta học. Về vi tắc chọn lọc, các em lưu ý, phân tử hạt nguyên tử của mình, phân tử và nguyên tử, nó không hấp thụ một cách hỗn loạn với nhau, mà nó chỉ hấp thụ đúng cái nguồn năng lượng mà nó chênh lệch giữa hai mức trạng thái kích thích và trạng thái cơ bản. Tại cô ví dụ này cho mình dễ hình dung này. Ví dụ như ở đây cái phân tử của chúng ta nó chuyển từ cơ bản lên kích thích ha. Thì lúc này mình sẽ lấy, nó sẽ nhận đúng cái nguồn năng lượng này. Mình lấy mức năng lượng ở trạng thái kích thích, nó trừ cho mức năng lượng ở trạng thái cơ bản. Ví dụ nó nhận vào là 10. Ví dụ E1 trừ E0 thì delta E của chúng ta nó sẽ bằng 10. Thì lúc này phân tử của chúng ta nó chỉ nhận đúng bao nhiêu thôi em? Có nhận 11, 12 không? 20, 21, 22 không? À, nó nhận đúng 10 thôi. Mình hiểu bạn chưa ha? Vậy thì ở đây phân tử của mình nó không nhận một cách hỗn độn, mà nó chỉ hấp thu đúng cái mức chênh lệch giữa hai cái trạng thái kích thích và trạng thái cơ bản. Được chưa? Rồi, phần chữ tự đọc ha. Rồi cô sang cái phổ của nó. Mình sẽ có phổ phổ tử ngoại thể kiến nè, phổ hồng ngoại nè. Thì ứng với mỗi cái phổ thì nó sẽ có một cái tên riêng. Và cái tên này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng mà nó nhận được. Vậy thì một cái phân tử của mình thì nó sẽ có dưới tác động ít nhất của ba lực liên kết. Thứ nhất là của điện tử, thứ hai là của dao động, thứ ba là của quay, và thứ tư là tĩnh tiến. Được chưa nè? Vậy thì cái phổ tử ngoại khẽ kiến á, nó là một quá trình hấp thu. Nó nhận cái nguồn năng lượng, nó phải nhận cái nguồn năng lượng để nó chuyển điện, thay đổi mức năng lượng của nó, chuyển từ cơ bản lên kích thích. Nên người ta gọi nó là phổ electron, hay còn gọi là phổ điện tử. Em nắm nha. Và trong ví dụ như phân tử của mình nó sẽ có bốn cái lực tương tác ha, điện tử này, dao động, quay và tĩnh tiến. Thì trong đó cái lực tương tác của phổ electron là lớn nhất, là mạnh nhất, nên nó là cái trội nhất, đó chính là phổ electron. Thì cho nên người ta gọi cái phổ tử ngoại khẽ kiến là phổ điện tử, hay còn gọi là phổ electron. Em nắm nha. Rồi, và cô sang cái phổ, và cái hình dạng nguyên một cái hình như thế này nè em, nguyên một cái hình như này thì người ta gọi là phổ đột. Và nó là cái đám phổ, bởi vì nó một cái phân tử nó chịu tác động của cái nguồn năng lượng á, thì nó sẽ, phân tử của mình nó sẽ có nhiều cái tương tác với nhau, electron nè, điện tử, dao động, quay, tĩnh tiến.
nên nó chồng cái phổ mình lên nhau, nên chúng ta thường thu được là cái phổ đán. Phổ tử ngoại khả kiến thì chúng ta gọi là cái phổ đán. Còn cái phổ nguyên tử thì chúng ta thu được cái phổ vật. Các em lưu ý nha. Vậy thì hồng ngoại, cô sang cái phổ hồng ngoại. Tại sao người ta gọi phổ hồng ngoại là dao động quay? Thì lúc nãy cô đã cho em thấy là chúng ta sắp xếp theo chiều tăng dần của bước sóng á. Đầu tiên là TX. Tới gì nữa hả? Lúc nãy cô cho em thấy một cái bảng á. TX rồi tới UVC rồi tới tới gì hả? UV gần rồi tới tới khả kiến rồi tới hồng ngoại. Bây giờ cô hỏi này, nếu mà so về, nếu mà mình đi so về bước sóng thì hồng ngoại nó nằm ở bước sóng bao nhiêu, dài hay ngắn so với tia UV? Dài. Thì mức năng lượng nó sao em? Dẫn đến mức năng lượng nó sao? Mức năng lượng nó ngắn. Vậy thì đối với những cái hợp chất mà chúng ta dùng cái phổ hồng ngoại thì chúng ta cần nguồn năng lượng như thế nào so với phổ UV vis? Lớn hay thấp hơn? Lớn hay thấp hơn? Cô nói lại nha, cô nói lại cho mình nắm nè. Hồng ngoại của mình là nó bước sóng của nó, cái bước sóng của nó là từ 800 nanomet cho tới 1000 mét, đúng chưa nè? Nếu mà cô đi so cái bước sóng hồng ngoại với là UV á, là tử ngoại á, thì bên nào lớn hơn? Tử ngoại của chúng ta có 200 cho tới 400 thôi. Hồng ngoại nó lớn hơn. Dẫn đến mức năng lượng nó sao em? Hồng ngoại bước sóng nó lớn, dẫn đến mức năng lượng nó nhỏ. Vậy thì đối với những cái hợp chất mà mình dùng cái phương pháp hồng ngoại thì mức năng lượng nó cần sao so với khi em dùng phương pháp UV vis? Thấp hơn. Vậy thì đối với cái phổ hồng ngoại của mình thì các em lưu ý giúp cô, nó chỉ cần đủ một cái nguồn năng lượng đủ để cho làm cho cái phân tử của nó dao động quay quanh cái trục của nó là được. Chứ nó không cần phải được chuyển năng lượng từ cơ bản lên kích thích giống như là UV vis. Nên các em lưu ý ha, phổ dao động quay có nghĩa là nó cần một nguồn năng lượng đủ để cho cái phân tử của mình nó quay. Bởi vì phổ hồng ngoại người ta định tính dựa vào cái nhóm chất của mỗi cái hợp chất. Nên em lưu ý ha, nam phổ hồng ngoại ở đây người ta gọi là phổ dao động quay, có nghĩa rằng là mình cần một nguồn năng lượng đủ để kích thích phân tử của mình nó chuyển sang trạng thái dao động quay là được. Hình dung ha. Và đây chính là hình dạng của phổ hồng ngoại. Và thường phổ hồng ngoại thì người ta không dùng cái đơn vị là nanomet nha em, người ta sẽ chuyển sang một cái đơn vị đó chính là số sóng. Vậy thì số sóng là gì ta? Số sóng mình có công thức nào liên hệ giữa số sóng và bước sóng? Số sóng và bước sóng. Nhớ nha, để làm bài tập á. Minh Trâm, 1 trên chà lambda đà. Đúng nè. Chúng ta sẽ bằng công thức là 1 trên chà lambda đà. Minh Trâm. Minh Trâm, đấy ha. 1 trên chà lambda đà là nghịch đảo của bước sóng. Được chưa nè? Rồi, tiếp tục. Và nó sẽ, nếu mà chúng ta so về hình dạng phổ giữa phổ hồng ngoại và phổ UV vis thì phổ hồng ngoại em thấy nó làm sao so với phổ UV vis? Phổ hồng ngoại nó sao em? Đây, hình dạng phổ nè. Chúng ta so với cái phổ UV vis nó làm sao em? Này, nhiều hơn, đúng không? Nhiều hơn. Còn phổ hồng ngoại của chúng ta, phổ UV vis của chúng ta nó là phổ đám, đúng nè. Vậy vì tại sao mà cái phổ hồng ngoại của chúng ta nó lại nhiều hình dạng phổ như thế này? Bởi vì nó theo cái nhóm chất. Theo cái nhóm chất em, ví dụ nhóm CH hay nhóm CC chẳng hạn, thì ứng với mỗi cái nhóm đó thì nó sẽ có cầu quốc chuyển khác nhau. Được chưa? Vậy thì nếu mà cô đi so sánh về định tính
thì phương pháp nào có độ chính xác tốt hơn, uvvis hay là hồng ngoại? À, hồng ngoại nó sẽ có độ chính xác tốt hơn. Em nắm nha, bởi vì nó có nhiều cái nhóm chất. Ví dụ một cái công thức thuốc của chúng ta thì một công thức hóa học đi ha, thì nó sẽ có nhiều cái nhóm chất với nhau. Thì dựa vào đó em quét đi thì nó sẽ ra được nhiều nhóm chất. Rồi em lấy cái phổ, mình lấy một cái phổ chuẩn nha, em hình dung cái cách người ta so sánh. Mình lấy một cái phổ chuẩn, sau đó em lấy một cái dung dịch thử, em tiến hành em đi quét, và sau đó em chồng hai hình dạng phổ này lên nhau, nếu trùng khớp thì kết luận rằng có hay không có. Hai hình dạng phổ này trùng khớp lên nhau thì mình kết luận rằng có. Còn nếu như hai hình dạng phổ này của chồng giữa cái thử và cái chuẩn của chồng lên nó không khớp nhau thì kết luận rằng không có. Đó chính là chữ gì? Định tính hay định lượng? À, định tính, bạn nào đầu tiên hả? Các em bóng nhanh quá. À, đó chính là định tính. Được chưa? Nắm bài nha. Rồi. Bài cô sang đó chính là ảnh hưởng một số đó nha em. Ảnh hưởng một số cái hiện tượng văn học. À, với cô ví dụ ở đây cho mình dễ hình dung nè. Bản chất của quang phổ đó chính là sự tương tác của bức xạ điện từ, đó chính là những hạt photon và vật chất, đúng không nè? Vậy thì bây giờ trên cái quãng đường mà cô chiếu tới này, từ bức xạ điện từ mà đi tới cái mẫu vật chất, ở đây là cái mẫu thử đi ha, nè, từ bức xạ điện từ tới cái mẫu của mình, mà trên đoạn đường đi đó có một cái vật nào đó nó cản lại, thì lúc này ánh sáng của các em nó có đi theo đường thẳng nữa hay không? Không. À, thì đó người ta gọi là hiện tượng gì? Lúc này thay vì nó đi thẳng thì nó sẽ đi thành những cái, à, đó chính gọi là nhiễu xạ. Một trong những hiện tượng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng văn học đó chính là bị ảnh hưởng, đó chính là hiện tượng nhiễu xạ. Đó chính là lý do mà khi mà chúng người ta chuẩn máy á, thì người ta mở cái máy ra này, cần người ta xem thử ngay cái vị trí đường truyền của ánh sáng đến cái mẫu của mình, thử có cái vật gì nó cản hay không, à, để tránh cái hiện tượng nhiễu xạ ha. Rồi mình đi tiếp nha em. Giao thoa các em tự đọc nha. Tự đọc ha, cô soạn cho các em tự đọc. Giao thoa là chúng ta học vật lý từ lớp 7, lớp 8 rồi. Rồi cô sang cái hiện tượng đó chính là tán xạ. Tán có nghĩa là gì? Mình hiểu chữ tán có nghĩa là gì? À, chúng ta phân tán nó ra, mình hiểu đó nha. Vậy thì ánh sáng của chúng ta chiếu tới cái vật chất và yêu cầu cái vật chất đó nó phải sao em? Ánh sáng nó phải đi theo đường gì rồi? Ánh sáng, bức xạ điện từ đó chính là ánh sáng nha em. Nó chiếu tới mẫu của chúng ta, à, theo cái đường thẳng, đồng ý ha. Và chiếu tới cái mẫu của chúng ta, trong cái dung dịch mẫu đó nó phải sao? Nó có pha rắn, pha lỏng, lẫn lộn với nhau không? À, nó phải đồng nhất. Được chưa? À, vậy thì mình sẽ có nè em, mình sẽ có ánh sáng truyền thẳng, yêu cầu nha em, yêu cầu ánh sáng nó phải truyền thẳng và trong một môi trường đồng nhất. Vậy thì nếu như trong một cái môi trường đó nó không đồng nhất thì ảnh hưởng như thế nào? À, vậy thì theo như ánh sáng của chúng ta nó sẽ đi đường thẳng như thế này, nó qua cái mẫu của mình, rồi cái mẫu của mình nó hấp thụ, rồi sau đó nó đi tới cái đầu giò, được chưa nè? Nhưng mà trong quá trình đường đi của ánh sáng của mình nè, trong cái dung dịch mẫu của mình nè, nó chứa những pha rắn pha lỏng, có những cái cặn hay là những cái cắn nó lơ lửng mà nó không có nằm phía dưới, thì lúc này khi ánh sáng của em nó đi qua thì nó sẽ thường nó sẽ đi theo một phương là đúng như cái hình phía trên. Nhưng mà nếu như có cái vật nào đó trong cái dung dịch của mình nó cản lại thì lúc này ánh sáng của chúng ta nó sẽ đi theo nhiều phương với nhau. Và hiện tượng này người ta gọi là tán xạ. Tán xạ khác, nhiễu xạ khác nha em. Còn phản xạ là sao? Phản xạ, ánh sáng chiếu tới nó bị gì hả? Ngược lại, phản xạ, được chưa? Đó gọi là phản xạ, được chưa em? Ừ, nào mình đi tiếp ha. Rồi. Và cô sang đó chính là tính chất về vùng
tử ngoại khả kiến. Em nắm cái này nha, quan trọng nha. Rồi vậy thì cái vùng tử ngoại là vùng gì ta? Tử ngoại là vùng gì? Nắm cái này nha. À, cực tím. Tử là bên ngoài nè. À, vùng không nhìn thấy được. Còn vùng vis là vùng, vùng vis, vis. À, vùng nhìn thấy được gọi là vùng khả kiến. À, tử ngoại là vùng không nhìn thấy, vùng vis là vùng chúng ta nhìn thấy được. Được chưa nè? Vậy thì khi em lưu ý giúp cô, đối với vùng UV vis á, thì người ta chia thành ba cái vùng nhỏ. À, một số bạn hỏi cô, ủa UV vis là có hai vùng mà sao cô lại nói ba vùng? Thì các em lưu ý, vùng UV của chúng ta nó sẽ chia làm hai cái vùng nhỏ. UV á em, chia làm hai cái vùng nhỏ, UV gần và UV xa. À, UV xa thì bước sóng của chúng ta là từ 50 cho đến 200 nanomet. Gần là từ 200 đến 400 nanomet. Được chưa? Cộng với vùng vis nữa là từ 400 đến 800 nanomet. Nên người ta sẽ chia làm 3 vùng. Đồng ý ha? Để cô xét về cái vùng UV xa một xíu. Vậy thì cái vùng UV xa của chúng ta, bước sóng của nó nằm khoảng 50 cho đến 200 nanomet. Đồng ý ha? Bước sóng nó là bước sóng ngắn, dẫn đến mức năng lượng nó sao em? Lớn. Vậy thì mình nắm được bản chất của quang phổ là sự tương tác của bức xạ điện từ và vật chất. Đồng ý ha? Vậy thì khi mà mình dùng một nguồn năng, bức xạ điện từ đó chính là năng lượng nha em. Năng lượng đó chính là photon, nó được lan truyền với vận tốc của ánh sáng. À, vậy thì khi mà mình cung cấp vô trong cái phân tử của mình một cái nguồn năng lượng rất là lớn, đồng ý ha, thì lúc này dẫn tới điều gì em? Cung cấp cho nó một nguồn năng lượng rất là lớn, à, nó phá vỡ liên kết tăng thì trang xíu nhớ nhắc cô, phá vỡ cái liên kết ra. Và liên kết của mình nó phá vỡ ra thì cấu trúc còn bền không? Cấu trúc phân tử đó còn bền không? Không. Thì nó có cái quá trình hấp thụ không em? Không. Thì em có đo được không? Đo được không? À, không. Đó là lý do đầu tiên trong cái vùng tử ngoại xa. Để cô cốp lại cái đường link này nha. Cô thấy một số bạn bị ao ra. Lớp trưởng em, lớp trưởng ha, em đưa lên rút giúp cô đi cái đường link á. Rồi tiếp nha em. Vậy thì ví dụ như cái hợp chất của mình, ví dụ như cái hợp chất của mình ha, nó gọi là sao nhỉ, nó rắn, nó ở dạng rắn, vậy thì ánh sáng chiếu qua được không em? Nếu như hợp chất ban đầu sơ khai của nó là ở dạng rắn, nó chiếu đâu có được, dạng rắn mà, thì chúng ta phải chuyển sang dạng gì để đo được? Lỏng. À, chúng ta phải chuyển sang dạng lỏng. Lỏng nha em. Lỏng thì cô đang nói phân tử. À, chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng lỏng. Và dùng một dạng lỏng thì em phải dùng cái gì em hòa tan nó? Em phải dùng một cái gì em hòa? À, dùng môi. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng á, trong cái vùng UV xa á, thì dung môi em nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Thế nghĩa là bị hấp thu luôn. Được chưa? Nên chúng ta không dùng trong nữa. Và ngay cả cái vật liệu mà chúng ta làm cái cuvette á, làm cái cuvette á, thạch anh, là một cái thủy tinh trong suốt mà nó cũng bị hấp thụ luôn. À, vậy thì ba cái lý do. Thứ nhất, nguồn năng lượng nó lớn, nó phá vỡ liên kết nè. Thứ hai là dung môi chúng ta hòa tan, nó cũng bị hấp thu luôn nè. Thứ ba là cái vật liệu mà chúng ta sử dụng làm cuvette nó cũng bị hấp thu luôn. Vậy trong cái vùng UV xa, người ta có sử dụng không trong phòng thí nghiệm của mình? Không. Nếu mà trong phòng thí nghiệm, người ta sẽ dùng vùng nào em? Nếu mà trong phòng thí nghiệm thì người ta sẽ dùng cái vùng nào? UV gần thôi. À, vùng UV gần và vùng vis. Được chưa? Thì an. À, thì an cô cộng rồi nha, cô chấm rồi nha. À,
Ubergen và Vis. Vậy thì nếu như cô muốn phân tích một cái hợp chất, hay là cô muốn, vậy thì cho cô hỏi câu này nữa nè. Vậy thì cái khoảng bước sóng từ Ubergen đến vùng Vis là bao nhiêu? Ubergen đến vùng Vis là bao nhiêu? À, 200 cho tới 800. Được chưa? Hương Mai. Hương Mai. Chờ có xíu nha. Hương Mai, Huyền Mai, Hương. Rồi, chẳng nè. 200 cho tới 800. Được chưa? Rồi, cảm ơn các em. Tiếp nha. Vậy thì các em lưu ý cho cô là trong phòng thí nghiệm của mình á, là mình sẽ sử dụng hai cái vùng là chính, đó chính là vùng Ubergen và vùng Vis thôi nha em. À, và em phải nhớ những cái sắp xếp như thế này để có hỏi về mức năng lượng tăng dần hay mức năng lượng giảm dần, hai bước sóng tăng dần hay bước sóng giảm dần. À, nếu mà cô xét theo chiều bước sóng của mình nó giảm dần, giảm dần thì sẽ là radio cho tới vi sóng tới vùng IR, tới vùng Vis, vùng tử ngoại X-ray và chia gamma. Anh em lưu ý ha, chúng ta nhớ cái này để chúng ta cái đường chúng ta sắp xếp lại. Rồi, vậy thì cô sang đó chính là hấp thụ phân tử. À, vậy thì hấp thụ phân tử có nghĩa rằng phân tử của mình nó sao em? Mình đọc cái đề mình hiểu. Quang phổ hấp thụ phân tử. Vậy thì phân tử của em nó được hấp thụ, nó chuyển từ cơ bản lên kích thích, đúng không? Và nó nhận cái nguồn năng lượng này sao em? Nó nhận cái nguồn năng lượng này sao? Có chọn lọc hay không chọn lọc? Có chọn lọc, được chưa? Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Vậy thì nó sẽ có những cái bước chuyển như sau anh em. Từ từ chờ cô xíu. Bên nhóm nhỏ này em thấy slide không nha? Em nghe cô nói không? Em nhắn lên đây này cho cô biết nè. Thấy nghe rõ tiếng cô không? Rõ ha. Cô chiếu slide thử nhìn thấy slide không nha. Thấy không em? Rồi tiếp nha. Rồi mình đi tiếp ha. Vậy thì các em lưu ý ha, quang phổ hấp thụ phân tử thì nó sẽ có quá trình hấp thụ, lẽ là nó nhận cái nguồn năng lượng nó một cách có chọn lọc từ cơ bản lên kích thích, và lúc này nó sẽ có chuyển mức năng lượng điện tử hay chuyển mức năng lượng electron. Các em lưu ý, nó nhận vô thì nó phải có bước chuyển năng lượng, được không nè? Vậy thì chúng ta sẽ có những cái bước chuyển năng lượng là từ sigma lên sigma cell, từ p lên p cell, từ n lên p cell. Đồng ý ha? Bây giờ câu hỏi nè, sigma là liên kết gì nè? Phải nắm cái này mới hiểu được cái sau. D, bền hay không bền? Bền hay không bền? Bền. Ý dạ, sao các bạn kêu không kìa? Cho cô câu cuối cùng, bền hay không bền? Bền. Được chưa? Tiếp tục, liên kết pi là liên kết gì? Rồi, bền hay không bền? Cho cô câu cuối cùng, bền hay không bền? Nó là không bền. À, nắm nha. Liên kết pi, em nắm hai cái liên kết cho cô. Một là liên kết sigma, là liên kết đơn, là nó bền. Pi là liên kết đôi hoặc là ba. À, và nó là kém bền. Được chưa? Và nó sẽ có những cái bước chuyển năng lượng là từ sigma lên sigma sao, từ p lên p sao, từ n lên p sao, từ n lên sigma sao. Và nó sẽ có hai cái trạng thái, đó chính là trạng thái đơn bội và trạng thái triplet, là trạng thái 3. Vậy thì cái công thức tính của mình 2 bằng 2 nhân với s cộng với 1. Nếu như hai cái orbit, cái hai cái spin này em nó cùng dấu với nhau, cùng dấu giống như trường hợp đây, thì chỗ này chúng ta sẽ ráp vào trong biểu thức thì chúng ta ca 2 nhân 1 bằng 2 cộng 1 không? Thì nó ra bằng 3. Và người ta gọi trạng thái này gọi là triplet. À, triplet.
Còn nếu hai cái spin này nó ngược dấu với nhau, ví dụ như một S-spin là ngược dấu á, ví dụ cái hạt là cùng dấu này cô chỉ là P em P orbital B có ba cái ô à, và chúng ta hai đây trong độc thân đó chính là ngược dấu này. Nếu như trùng cùng dấu với nhau thì nó sẽ trạng thái là ba, nếu mà ngược dấu với nhau thì lúc này nó trạng thái là một, người ta gọi đó chính là sinh lé. Và hôm sau chúng ta sẽ học đây chính là phương pháp huỳnh quang, được chưa? Và ở đây là cô sẽ có cái bước chuyển năng lượng, yêu cầu các em phải nhớ cái này ha. Cô chỉ cái cách để chúng ta nhớ. Chúng ta sẽ có từ sigma, em vẽ ha, em vẽ cái sigma là cái dưới cùng, phản liên kết của nó là sigma cell trên cùng, rồi tới pi, cho tới pi cell, và cuối cùng là n. Đó, được chưa nè? Từ sigma lên sigma cell, từ pi lên pi cell và n. Đồng ý ha? Vậy giờ câu hỏi nè, với những hợp chất có bước chuyển năng lượng là từ sigma lên sigma cell so với pi lên pi cell, mức năng lượng nào lớn hơn? Mức nào lớn hơn? Sigma lớn hơn, được chưa? Sigma nó lớn hơn, dẫn đến sigma là liên kết gì? Liên kết đờ, dẫn đến mức năng lượng nó, mức năng lượng nó lớn dẫn đến bước sóng nó ngắn nhỏ. Vậy thì những cái liên kết mà từ sigma lên sigma cell nó có nằm trong vùng khả kiến không? Tại sao? Tại sao? À, bước sóng của nó nhỏ, được không? Nằm ngoài cái khoảng, được chưa nè? Vậy thì những hợp chất nào mà chúng ta có thể nằm trong cái vùng khả kiến? Có những bước chuyển năng lượng nào mà nằm trong vùng khả kiến? Đó là liên quan đến liên kết gì? À, từ vi ha, liên kết pi là từ pi lên pi sao, hoặc là từ gì nữa em, miễn sao tới cái chữ pi là được. Từ gì đây? Từ pi lên pi sao và từ n lên pi sao, được chưa? Mình nắm nha. Vậy thì
Alo luôn. Rồi các em nhìn thấy slide chưa? Đây. Thấy chưa? Rồi. Chưa hả? Thì ta sao giờ nãy sáng cô cũng bị chiếu mấy lần nó không được à? Chờ cô xíu, chiếu lại. Rồi, đừng trả lời cô nữa, đừng trả lời cô nữa, giờ cô chiếu lại nè. Chờ cô xíu. Cô chiếu qua nha. Em thấy slide chưa? Ủa chưa luôn hả? Chưa, đây đây cô chiếu nè, thấy chưa? Em thấy slide chưa? Con ơi, bên cũng không thấy luôn. Vậy cô thoát ra nha.